Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chiến sự trực tiếp trên bản đồ sáng thứ 6 ngày mùng 5 tháng 1, ngày thứ 681 cuộc chiến Ukraine. Chúc quý vị có một buổi sáng thứ 6 vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ. Vâng, mùng 5 tháng 1 rồi, bên đấy hết Tết rồi, hai bên đã bắt đầu mở những cuộc tấn công có thể nói là điên rồ vào lãnh thổ của nhau và trên trận địa những thông tin chính của chương trình ngày hôm nay, những đòn tấn công ác liệt trên không của Ukraine vào Crimea nhiều đợt, vào Ben-Gorod, vào Donetsk, vào khu vực hậu phương của phía Nga ở tiết tin -tít. Những đòn đáp trả của Nga tấn công vào tên lửa vào Kiev và một loạt các tỉnh biên giới miền Đông Nam Kharkov, Poltava, Donetsk. Riponejo, Kirovod, Mykolaev, Kherson. Những vụ tấn công đánh chiếm ác liệt dọc chiến tuyến và rất nhiều thông tin thú vị khác. Mời quý vị cùng đón xem. Thành thử mình có một cái tâm sự cuối tuần, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại uh, phía Ukraine trước đi. Đợt tấn công của Ukraine. Và hôm qua thì uh, có một cái thông tin rằng là Ukraine nói họ đã tấn công vào một cái sân bay. Uh, của Nga ở đâu đấy tít ở cái vùng uh, gọi là nó gần tới cái dãy Uran ấy đấy. Và ở đấy thì nó có một cái gì? Nó có một cái sân bay Su34 và một cái UAV hay là một cái người phá hoại nào đó, họ đã đốt một cái kho và nghi trong đó có một cái Su34. Đấy, thế thì uh, cái kho đấy nó bị đốt cháy nhưng mà nó cuối cùng là nó không có cái Su34. Và cuối cùng anh, anh ấy đăng lên uh, chuyển thông tin về Bộ tổng tham mưu và nói rằng đã phá hủy được một cái Su34. Nhưng mà phía Nga nói là đúng có một nỗ lực như vậy nhưng mà đã không thành công vì không có cái Su34. Và người Nga rất ngạc nhiên là tại sao lại có một cái vụ phá hoại mà người ta đi hàng mấy nghìn km đến một cái nơi lạnh giá để đốt mỗi cái một Su34 thôi, xong đó người ta quay về và lại quay phim chụp ảnh phong cách có thể nói rất là độc đáo đúng không ạ? Và cái này thì chúng ta cũng uh, nó cũng liên quan tới cái việc là hôm qua ông đứng đầu SBU ấy, ông nói rằng là sẽ tấn công cầu Crimea mà, đúng không ạ? Cho nên là tấn công cầu Crimea có nghĩa rằng là cũng có thể tấn công cầu Crimea, đúng không ạ? Nhưng mà cũng có khả năng tấn công ở một cái nơi nào đó rất xa. Thế còn đòn đòn tấn công chính đây quý vị ạ. Đấy, tôi lòng vào một tí nhưng mà đây mới là đòn tấn công chính này. Trước khi đòn tấn công chính thì chúng ta đến với đòn tấn công phụ hôm qua để chúng ta à, dạo đầu đó quý vị nhé. Đòn tấn công phụ hôm qua là 6 cái tên lửa, trong đó có 4 cái S200 đúng không ạ? đã tấn công vào khu vực Crimea và Sevastopol. À, bị bắn hạ. Sau đó thì hai cái tên lửa Neptune tấn công vào cảng Novorossiysk và nó bị rơi ở cái khoảng cách này. Đấy. Như vậy là 6 cái tên lửa đã bị Nga bắn hạ hoàn toàn và mang phong cách nó nửa tấn công chộp giật, nửa tấn công thử nghiệm hệ phòng không và thử nghiệm cả vũ khí nữa. Thế thì ngày hôm nay lúc bấy giờ chúng tôi mới nói rằng là khả năng thì cũng có khả năng đấy là những đòn tấn công cuối nhưng mà trông nó thử nhiều hơn. Và nó thử như vậy thì rất có khả năng là nó sẽ tấn công những đòn tấn công chính đúng không ạ? Đấy, bởi vì nó có một cái sự thử nghiệm phòng không ở đây. Thế thì ngày hôm nay là Ukraine đã tung ra cái đoàn tấn công chính theo những cái lộ trình như thế này. Vào khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương, 5 cái Su-24 cộng với hai cái MiG-29 đã xuất phát từ các sân bay Konstantinov, Migorod, Kratovo, những cái sân bay mà đã bị Nga vừa mới tấn công bằng tên lửa để săn lùng đấy và họ đã xuất phát để tấn công bằng các loại tên lửa Storm Shadow và các loại tên lửa giả tưởng tức là các loại tên lửa theo cái kiểu như là tín dữ liệu tín hiệu radar đấy tên lửa đầu tiên tấn công vào khu vực gần Sevastopol thì đã bị bắn hạ ở khu vực này và có sau khi nó rơi xuống thì nó làm hỏng nhẹ một cái cơ sở hạ tầng dân sự rồi một hai cái tên lửa tiếp theo uh, tấn công vào khu vực cái mũi ở dưới của Crimea. Và phía Nga không bắn hạ được hai cái này bởi vì nó khá xa, nhưng mà nó đã rơi xuống một cái khu vực nào đó mà không có phát nổ. Sau đó thì một loạt các cái um, vật thể bay uh, xuất hiện ở nhiều nơi khu vực phía Tây uh, và đều bị hệ thống phòng không Pantsir mới của Nga bắn hạ. Rồi sau đó thì một loạt uh, những tên lửa Storm mới lại bắt đầu xuất kích và đến khu vực này và tấn công vào những cái cơ sở năng lượng của phía Nga. Và đa số đã bị phòng không bắn hạ. Tổng cộng có tới 10 tên lửa đã được bắn và hầu hết đó là đã bị bắn hạ và hầu hết nó là tên lửa Storm Shadow. 10 tên lửa trong đó hầu hết Storm Shadow thì nó đúng là 5 cái Su-24 đã mang theo nhưng cũng không biết là có phóng từ mặt đất để cộng thêm hay không. Nhưng mà năm cái su cắt cánh thì có nghĩa rằng là đúng 10 tên lửa đã bị bắn hạ là bắn hết, còn lại cũng có khả năng có tên lửa khác họ bắn từ mặt đất. Bởi vì nghe giọng như này thì tôi cảm giác như là nó bị lọt lưới một hai chiếc hay như nào đó. Theo phía Nga phân tích thì giai đoạn đầu ờ uh... Ukraine đã nhắm vào những cái tàu và những cái cơ sở của cái lực lượng gọi là lực lượng tuần tra trên biển của Nga ở uh, cảng Sevastopol uh, và sau đó thì họ nhằm uh, gọi là tiết lộ cái vị trí của phòng không Nga rồi sau đó họ tấn công vào các cái vị trí phòng không Nga nhưng mà cơ bản thì uh, nếu không có cái thông tin gì đặc biệt thì có nghĩa rằng là nó đã bị bắn hạ hoàn toàn. Rồi sau đó thì 36 cái UAV xuất kích và bây giờ thì chúng ta không biết là họ bay về hướng nào. Về rất nhiều ở Novorossiysk và rơi ở khu vực phía đông khi bị bắn hạ và không bay tới. Rồi nhiều cái bay còn lại nữa. Nhưng mà UAV thì đã bị Nga bắn hạ hoàn toàn. Và họ nói rằng khả năng trong những giờ sắp tới nếu mà Ukraine còn chắc chắn họ sẽ tấn công theo một cái đợt mới nữa. Bởi vì đợt này thì tuy nó cũng lớn nhưng mà chưa có tạo ra được một cái gọi là tổn thất đáng kể để làm truyền thông. Còn thông tin ở trên mạng của Ukraine thì họ nói rằng là đoàn tấn công hôm qua của chúng ta đã bắn trúng một cái trung tâm chỉ huy. Và đúng lúc bấy giờ thì Tổng Tham mưu trưởng của Nga Gerasimov có mặt ở khu vực đó để chuẩn bị hệ thống phòng không và đối phó kịch bản đổ bộ khe son cho nên là đã bị trúng tên lửa và ông ấy đã thiệt mạng và nói rằng là như vậy sau khi surovikhin một thụy vị tướng đã bị sa thải thì đến lượt người cuối cùng có năng lực ở nga đó là verasimov verasimov đã bị sát hại và như vậy là đã loại bỏ được cơn đau đầu lớn nhất của chúng ta đấy là thông tin từ phía ukraine vâng thân ukraine thôi chứ không phải là do cơ quan quân đội và cơ quan hữu trách của họ nói. Và như vậy tôi vẽ lại cái lộ trình ở trên cái bản đồ này để quý vị hình dung nhé. À, các đợt tấn công, các hướng tấn công của Ukraine này. À, thứ nhất là hướng tấn công thẳng từ đây vào khu vực trung tâm của cái lòng chảo Vịnh này ở phía trước của quân cảng Sevastopol. Cú tấn công vòng từ hướng về sau trong đợt thứ hai tấn công vào khu vực năng lượng ở dưới khu vực gần Yanta cực nam đấy còn đợt thứ ba thì tấn công vòng từ phía trên Khe Son qua cái khu vực trung tâm hướng thẳng tới trái tim lại khái là của cái Crimea rồi sau đó thì đợt tấn công UAV lớn cũng quay trở lại tấn công ở khu vực này một phần và một phần lớn thì vượt qua khu vực trung tâm để tấn công thẳng về Novorossiysk và có hướng của các hệ thống, con UAV nó bay từ Kherson sang và đã bị phía hệ thống phòng không Nga bắn hạ ở cái khu vực giáp danh của hai tỉnh Kherson và Crimea. Như vậy là một đợt tấn công quy mô lớn, tuy không phải là một cái đợt lớn nhất nhưng mà cũng dạng như là dạng nhất nhì ba, hỗn hợp, đúng không ạ, và được tổ chức từ nhiều hướng, được kết hợp rất bài bản. Giờ giấc địa điểm, hướng hiếc đúng ạ rồi, rồi là kết hợp của các cái thành phần cho thấy là một cái đợt tấn công được tính toán rất kỹ và nếu như mà ông gerasimov mà không bị làm sao thì rõ ràng ukraine đã bị lãng phí một cái đợt tấn công bởi vì là phòng thông của nga họ đã bắn hạ hầu hết các mục tiêu bây giờ thì cầu crimea được mở cửa trở lại rồi sau khi mà hết cái đe dọa về tên lửa như vậy cho thấy rằng là có vẻ như không có một cái tổn thất gì lên toàn đến cơ sở hạ tầng trên toàn bán đảo. Rồi sau đó thì cũng ở phía Ukraine họ đã bắn về hướng Ben uh, 10 quả tên lửa về hướng Ben Gorod và bị nga bắn chặn uh, phần lớn. Uh, 8 cái hay sao ấy, có hai cái thì nó rơi xuống một cái rơi vào uh, một cái khu vực chung cư uh, cao tầng, có một cái nó rơi vào bãi đỗ xe, uh, xe xiếc nó bay nó lật nước lên linh tinh. Cơ bản là chỉ có hai người bị thương bởi vì nó bắn vào chung cư nhưng mà giữa vào cái lòng chảo của giữa các tòa nhà chung cư đấy cho nên nó chỉ có vỡ kính vỡ cước mà không gây ra tổn thất lớn về người và bây giờ thì người họ cũng chui hết vào trong nhà rồi họ không có đi ngoài phố nữa rồi họ cũng tấn công vào cả vùng đô nhét nữa và có những thông tin là họ đã sử dụng lại đạn chùm tên lửa đạn chùm để bắn về hướng Ben Gros như vậy ở đây chúng ta thấy là có bốn đợt tấn công đúng không ạ một đợt phá hoại ở khu tít bên trong một cái tỉnh rất khó đọc còn uh, hai đợt lớn ở khu vực uh, kimia trong đó có cả tên lửa và uav còn đây là đợt pháo phản lực còn đây là đợt uh, pháo phản lực và hima đấy, hima tấn công vào vùng Donetsk. còn ở khu vực này sau khi mà nga phát hiện ra cái cụm uh, tấn công bằng pháo phản lực thì họ đã dùng tên lửa họ bắn và họ tiêu diệt luôn cả cái cụm uh, tấn công đấy như vậy có thể thấy rằng là cái đợt tấn công của Ukraine và Ben ấy, nó là cái đụ vụ mà trả đũa cho chính những cái đơn vị pháo binh của họ trước đó tấn công vào Ben bị phía Nga phá hủy phần lớn và bây giờ họ cái đơn vị còn lại bắn nốt nhưng mà lại lần này lại bị phía Nga tiêu diệt. Nga cho biết là không phải là chỉ có một đơn vị pháo binh ở đó mà có rất nhiều đơn vị pháo binh ở khu vực biên giới kể cả hướng Tây Nam, hướng Nam, hướng Đông Nam của Ben -Grot. Còn về phần mình thì phía Nga họ đã tấn công vào Kharkov này, vào Kiev này, vào những nơi mà chúng tôi đã nói qua, Poltava, sân bay Miros, hôm qua Ukraine đã xuất kích về hướng Crimea này, sân bay Kirogros cũng về hướng Crimea này, rồi vùng Nikolaev, vùng Kherson, và đấy là những cái vùng và vùng Donetsk là những cái nơi mà uh, bị tấn công bằng tên lửa của nga và uav còn uh, uav của họ tấn công về hướng Klimensky nữa không biết là kết quả thế nào vụ tấn công của nga hôm qua cũng khá lớn đấy quý vị ạ nhưng mà vì ở đây nó chúng ta đang có một cái bối cảnh của cái đợt tấn công của ukraine nó dồn rập cho nên chúng ta đã ưu tiên để mà tường thuật nhiều hơn bây giờ chúng tôi sẽ cùng quý vị xem là còn cái gì mà chúng ta còn bỏ lỡ trong cái vụ tấn công hai bên liên quan đến chiến thuật Cơ bản là chưa bao giờ hai bên có một cái vụ uh, giao lưu trên quy mô lớn như vậy và nó diễn ra đồng thời song song Thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết là họ đã đẩy lui một đợt tấn công lớn uh, 36 UAV ở vùng Crimea Và hôm nay có một tin nó rất thú vị nữa quý vị ạ, nó rất là mới lạ đó là theo rất nhiều nguồn từ các báo chí chính thống của mỹ như là tờ thời báo phố world tờ new york times washington post thì hôm qua cũng lần đầu tiên nga đã sử dụng cái pháo phản lực không phải pháo phản lực nó là một cái phiên bản giống như hima đấy tầm xa của mỹ đấy quý vị đấy nó dạng tên lửa nhưng mà dựa trên cái khung gầm kiểu kiểu như vậy và họ đã bắn những quả tên lửa đầu tiên theo cái dạng đó vào vùng khắc cốp. Đấy, đấy là những thông tin ban đầu vào hôm nay thì người Mỹ đã nhóm họp những vụ như vậy. Thì tôi cảm giác nó là một cái vấn đề luôn liên quan đến truyền thông, nhưng mà cũng có khả năng đó là một cái sự thật. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Nhà Trắng, ông John Kirby đã nói rằng là thật là không công bằng khi nước Nga có thể nhập khẩu vũ khí từ các nước khác và, và như vậy là thật không công bằng nếu Nga làm thế còn uh, thật là công bằng nếu như chỉ có Mỹ được làm thế sau đó thì họ còn có cả thông tin cùng một lúc là Nga đang tiến tới kế hoạch để mua các tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Iran cho chiến trường của mình như vậy là cả hai thông tin này một lúc thì tôi có cảm giác nó là một cái chiến dịch của phương Tây uh, thường là họ phát động những cái mục tiêu nó gần gần chủ đề giống nhau theo những nguồn tin thì các bên đang tiến tới một thỏa thuận là nếu thành công tên lửa Iran có thể đến nước Nga vào mùa xuân năm nay. Và như vậy nước Mỹ đang chuẩn bị một cái gói trừng phạt nhắm vào những vấn đề liên quan tới Nga, tới Iran và có thể tới cả Triều Tiên. Vâng, chúng tôi cập nhật lại thông tin là đã có 6 cái SU24 trong ngày hôm qua. 10 tên lửa Storm Shadow một máy bay cảnh báo sớm NATO uh, RAP, một máy bay Poseidon. Đòn tấn công đã bị đẩy lui, tất cả đã trở lại yên tĩnh. Và lực lượng uh, tên lửa của chúng ta đang tấn công vào các sân bay nơi mà máy bay của Ukraine đã cất cánh. Một thông tin khác cho hay là Ukraine đã tấn công tên lửa vào Crimea và Sevastopol, nhưng tất cả các đợt tấn công, các tên lửa của họ đã bị bắn hạ. Chúng ta đã có thêm các hệ thống cảnh báo từ vệ tinh, cho nên đã biết được thời điểm ngay lập tức máy bay của địch xuất phát. Vâng, đây là cái hình ảnh mà và có lẽ là hình ảnh này thì bị rồi Mà cái trận địa pháo tên lửa của Ukraine Pháo phản lực để tấn công ở Bengorod Sau đó đã bị hai quả Iskander Họ xóa sổ cả cái khu vực đó Vùng Belgorod hôm nay thì cái gara ô tô rất lớn bị tấn công Nhiều xe bốc cháy, nhiều xe thì nó gọi là nó lật ngửa lên Quay trở lại cái thông tin của John Kirby Nhà Trắng thì ông ấy nói rằng là Nga đã sử dụng tên lửa của Triều Tiên là cái loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà không chỉ tấn công trong ngày hôm qua mà họ còn đã tấn công vào cả Khắc Cốp và ép trong ngày 30 và ngày mùng 2. Đấy, như vậy là phía Nga đã dùng cái tên lửa của Triều Tiên để tấn công. Và thông tin của Mỹ thì cho biết rằng là những cái um, gọi là mảnh vỡ ở Kiev ép ở khắc cốp, nó rất là khớp với lại những hình ảnh của các cái tên lửa và các đầu đạn tên lửa của Triều Tiên. Đây quý vị ạ. Họ đưa ra những cái thông số như này để họ chấp nối khớp với lại các cái cái, cái tên lửa của Triều Tiên. Nhìn chung là chúng ta cũng không có gì lạ đúng không ạ? Với trường hợp như vậy thì mình phải đặt ra một câu hỏi là tại sao lại không như thế mới là cái điều đáng nói. Thông tin ban đầu thì tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đó được phóng từ bệ phóng phản lực, pháo phản lực có tầm bắn tới 900 km. Và như vậy là chúng ta sẽ kết thúc cái phần không chiến của hai bên với việc là phía Nga đang xuất kích tàu chiến của họ về khu vực phía Sevastopol để chuẩn bị bắn thêm. Còn vừa rồi thì tên lửa của họ đã tấn công vào các sân bay, đa số là các sân bay nơi mà Ukraine đã xuất kích máy bay của họ đồng thời là họ đã tấn công rất nhiều vào khu vực khắc cốp nơi có rất nhiều cái tài sản quân sự và cái cụm quân tấn công vào Ben Gurion. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại chiến trường với những hoạt động có thể nói rằng là rất tích cực của phía Nga khi mà họ đang ở những cái ngày giữa năm mới của phương Tây và năm mới của cái lịch chính thống giáo. Vốn nó sẽ diễn ra vào ngày 7 tới có nghĩa là ngày hôm nay là ngày 29 Tết đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với từng mặt trận như sau ở khu vực Kherson. Ukraine tổn thất 30 binh sĩ, 3 xe. Tuy nhiên là trong buổi tối ngày hôm qua thì nó có một cái video nó phía Nga đã tấn công vào cái hậu phương của Ukraine ở hướng này. Khoảng 40 km về hướng Tây Bắc. Và ở đó thì họ đã tấn công vào một cái trận địa của Ukraine. À, một trận địa rất to. Ở đây quý vị có thể xem qua vâng đây là một cái khu vực mà rất nhiều xe quân sự này và các tòa nhà à, được à, ch chứa những cái kho đạn của ukraine đấy sau đó thì tên lửa của nga hai ba chiếc nó tấn công vào khu vực này và cả cái khu vực này nó bốc thành như gọi là mây khói còn hôm qua thì chúng ta cũng có một cái video về việc là hệ thống phòng không của ukraine iris bị tiêu diệt ở cuối khu vực này như vậy là cơ bản khe son bây giờ nó trở thành một cái mặt trận giống những ngày À, cách đây lâu lâu à, không còn những cái hoạt động của hai bên là sát chiến tuyến đáng kể. Ngoài việc Ukraine duy trì mỏm Green Key, hàng ngày họ vẫn đưa quân sang nhưng mà vẫn tổn thất à, duy trì ở mức hai thuyền mỗi ngày để trung bình tính theo tuần. Thì không còn hoạt động bãi giữa rồi đổ bộ ghê gớm ở nhiều điểm nữa, đúng ạ. Và bây giờ chỉ còn hoạt động bắn pháo, tác chiến điện tử, UAV tấn công của hai bên vào nhau. Và phía Nga thì đã đưa UAV trở lại để săn lùng các cái tài sản bên kia của phía Nga. Còn họ không có bó, bom ở vùng Green Key, còn các vùng khác thì họ vẫn dùng bom FAB để tấn công nếu có thể. Hôm nay thì tờ Washington Post họ lại đưa ra một thông tin nữa liên quan tới khu vực Green Key, đó là à, những chiến binh thủy quân lục chiến của Ukraine đơn giản đã được gửi tới vùng Green Key để mà phục vụ mục đích chính trị cho ông Zelensky ông ấy có cái để thể hiện với lại những cái nhà chính trị gia đồng minh của ông ở phương Tây. Nhưng cuối cùng thì hóa ra những người chiến binh ở ngoài mặt trận không không chịu không chiếm được cái gì và không đạt được điều gì. Họ đơn giản chỉ là đến đó rồi chết ở đó không vì lý do gì. Bây giờ thì kể cả những cái chiến binh thủy quân lục chiến của Ukraine vốn sinh ra để đánh nhau ở trên mặt trận uh, sông ngòi cũng đã phản đối cái kế hoạch này. Và họ nói rằng thực tế chiến dịch này không tồn tại. Còn cũng cùng ngày tờ Washington Post và chúng ta cũng để ý ba cái ba bốn cái tờ quý vị nhé. Bloomberg này, uh, thời báo phố Wall này, New York Times này, tức là bưu điện New York đấy. Bưu điện Washington, đúng không ạ, là những cái tờ báo mà hay luận điệu của chính phủ nhiều nhất. Ấy. Tờ bưu điện Washington hôm nay nói rằng là những người lính Ukraine đã được gửi đến để mà chết ở bên bờ, bên đông của dòng sông. Thông tin đã được các tờ báo BBC, New York Times và kể cả tờ Kiev Independent của Ukraine đã đăng. Tình hình cuộc tổng phản công thất bại, những nhà chính trị, lãnh đạo chính trị quân sự của Ukraine rất háo hức để mà thể hiện cho những cái người ủng hộ phương Tây một vài những kết quả của họ, cho dù đó là những kết quả bất kỳ và với tổn thất bao nhiêu đi chăng nữa. Người lính thủy quân lục chiến 25 tuổi, anh Dmytro đã cho biết uh, cái dòng sông chết chóc mà anh và đồng đội của anh đã phải trải qua. Dymitro đã mô tả rằng là chúng tôi đã bị ném vào một cái ném vào một mặt trận như là người ta ném những miếng thịt cho bầy sói trong cái cuộc uh, vượt sông của anh uh, dẫn ra trong gần một tiếng đồng hồ. Chiến dịch uh, của anh gồm uh, anh và sáu đồng đội khác uh, được che phủ uh, bởi pháo kích và các cái hệ thống tác chiến điện tử để đặt được một cái bước chân lên phía bờ sông phía Nga kiểm soát. Chúng tôi đã chấp nhận tổn thất rất lớn, một người lính thủy quân lục chiến khác 22 tuổi cho hay, chúng tôi đơn giản là đánh mất hết đồng đội và không có bất kỳ một cái kết quả nào. À, bị thất vọng bởi những báo cáo của bộ này bộ nọ, đặc biệt là bộ ngoại giao Ukraina. Cơ quan trong tháng 11 đã tuyên bố rằng là họ đã chính thức Uh, tạo được một cái điểm đầu cầu vững chắc ở bên phía bờ sông cộng với lại kèm một vài cứ điểm bất khả xâm phạm. Những người lính thủy quân lục chiến đã phàn nàn về việc là rất nhiều binh lính đã bị thiệt mạng rồi bị thương và thậm chí là còn không biết bơi uh, khi mà bị uh, chìm, uh, bị uh, thuồng xuồng bị đánh chìm những người bị rơi xuống nước, bị thương, bị chết hoặc kể cả, cả những người còn sống thì cũng bị kéo theo bởi vì những cái trang thiết bị nặng nề của họ xuống dưới đáy sông. Việc vượt sông nguy hiểm đến mức độ là rất nhiều thi thể của những đồng đội của những người thủy quân lục chiến này đã phải để lại ở phía sau bên kia bờ sông. Ngày đầu tiên khi họ bước chân lên mặt trận thì ngay lập tức đã bị pháo kích dồn dập, mất liên lạc Dimitro nói rằng là anh ấy không thể uh, giữ được liên lạc với đồng đội Rồi súng cối của anh ấy cũng bị hỏng và bắn rơi tại chỗ Bây giờ chỉ nhìn từ bản đồ thì người ta có thể nơi đóng quân của những vị trí Ukraine bên này bờ sông Những cái khoảng lỗ chỗ đen trắng do pháo kích của hai bên tấn công 8 giờ sáng ngày đầu tiên thì chỉ còn 10 uh, trong số 30 lính thủy Còn... Uh... à xin lỗi quý vị 12 trong số 30 lính thủy đã bị thương nặng. Hai người đã thiệt mạng ngay từ những giờ đầu tiên. Và đó là cái thông điệp của tờ Washington Post liên quan đến khu vực Kherson. Dù sao thì bây giờ nó cũng quá muộn rồi. Bởi vì là từ cái những cái vụ scandal ở trong nước thì ông Zelensky và chính phủ của ông cũng không quan tâm gì đến vùng Kherson nữa. Và bây giờ thì nhiệt độ rất cao, nhiệt ơn uh, rất thấp. Nếu như mà nhiệt độ thấp như thế mà không chịu rút quân nhanh để vài ngày nữa, nước nó đóng băng một cách gọi là nó thành đá đấy đúng không ạ? Thì rất không có đường mà rút lui. Bên đấy bây giờ vẫn rất lạnh nha quý vị nhá. Nhiệt độ trên chiến tuyến nó khoảng 10, -10 độ C, đánh nhau bây giờ băng tuyết nó dày đặc rồi. Khu vực Zaporizhia, Ukraine tổn thất 40 binh sĩ, 8 xe, không có những thay đổi ở trên chiến tuyến, nhưng mà cả hai bên sườn Vebove và Rabutine thì đều có giao tranh, không có thay đổi đáng kể. Và chúng ta sẽ đến với các khu vực khác. Còn ở khu vực Uleda, giao tranh đã diễn ra ác liệt bùng nổ trong ngày hôm qua trên toàn tuyến, đặc biệt là cái tuyến Marinka và Novo -Mikhalivka. Ngày hôm nay thì họ đã bắt đầu quay trở lại giao tranh ác liệt hơn cả ngày hôm qua khi Nga đã Tiến quân, mặc dù họ gặp kháng cự rất ác liệt của Nga, nhưng mà ngày hôm nay họ lại quay trở lại mũi tấn công vào khu vực Gioripka ở phía tây Marinka. Và ở mũi tấn công về hướng Porobipda thì họ cũng đã tiến sát được tới gọi là tới cửa làng. Đây là một bước tiến khá đáng kể bởi vì những cái làng nó chơ lơ vơ như vậy thì cái việc mà kéo được xe quân đến ta sát được làng thì gần như nó là một trong những cái gọi là bước tiến quan trọng nhất. Người ta gọi là rút khoảng cách tới cái cự ly trận địa của địch đấy, đúng không ạ? Đối với lại các cái uh, kiểu đánh nhau hiện đại bây giờ sử dụng các cái tầm xa nhiều thì đấy là một trong những cái hoạt động quan trọng nhất. Cũng như là phía Nga thì họ đã rút khoảng cách được đối với Ukraine ở đây sau rất nhiều tháng, đấy rất nhiều cố gắng họ mới bò được đến cái khoảng này. Ở phía trên thì cũng như thế này, đúng không ạ? Bây giờ thì giao tranh đang diễn ra, nga đang đẩy uh, cái uh, cánh quân của ukraine phòng ngự ở cánh khu vực phía bắc mykolaivka. Nơi này thì nó có một loạt các cái pháo đài chiến tuyến kết nối với nhau và rất nhiều bom mìn. Cho nên phía nga đang sử dụng những cái thủ đoạn xe tăng cũ, rồi pháo nhiệt áp vân vân để họ già phá những cái bom mìn. Các hướng phía nam tấn công cầm chừng, chờ các hướng phía bắc tới. Vâng, ở đây thì chúng ta thấy là Ukraine phòng ngự rất kiên cường, đúng không ạ? Họ đã đem rất nhiều quân đến, trong đó có cả những cái đội quân thủy quân đục chiến trước đây đã có mặt ở đây. Sang hướng Khe Son, bây giờ thì họ đã đưa quay cái cánh quân đấy lại quay ở khu vực này rồi. Nếu như mà Nga không có thay đổi cường độ để nghỉ Tết thì tôi cảm giác rằng là họ sẽ có những cái đột phá ở cái hướng quan trọng nhất, tức là hướng Probibda. Đấy, cái thị trấn này trong những cái thời gian ngắn sắp tới vì uh, trong những ngày vừa rồi thì họ đã liên tục lấn sân được những cái khoảng xám uh, đẩy lui Ukraine về phía làng uh, bây giờ thì còn cái cứ điểm chạy dọc từ trên xuống cũng khá hoành tráng nhưng mà rõ ràng là phía nga họ đang tiến được về hướng này có nghĩa rằng là họ đang tiếp cận được vào cái trận địa của Ukraine dọc theo hình cánh cung ở đây hướng về phía Marinka thực tế thì nga đã xuyên thủng một lần cách đây hơn một tuần rồi vào cái phía góc tây nam này nhưng sau đó đông nam này sau đó ukraine đã đưa quân đến và họ đánh bật cái cánh cái lỗ thủng đấy ra và ukraine phía nga đã phải rút về à, bây giờ thì uh, họ nghỉ tết mấy ngày rồi bây giờ họ đã quay trở lại tấn công như vậy là nếu không có gì thay đổi đúng không ạ khả năng là cái khu vực này nó sẽ bị xuyên thủng thất thủ thì uh, chưa dám nói nhưng mà chắc chắn là có những cái xuyên thủng trên một vài cái chiến tuyến khi Nga tổ chức tiến quân đồng loạt từ hướng Hiroripka từ trên cho tới Probipda rồi cho tới sát cái khu vực phía bắc của nàng Novomikhailovka, có nghĩa là một cái phòng tuyến uh, rất dài. Tổn thất 170 binh sĩ, 10 xe, rất nhiều quý vị ạ. Uh, 3 pháo, 2 pháo và một uh, vâng, 3 pháo như vậy là với giao tranh ác liệt như này chúng ta thấy rằng uh, ít nhất là cái động thái của nga uh, họ đang muốn kết thúc một cái uh, những cái ngày nghỉ để chờ, những ngày ngày mà trước ngày nghỉ đúng không ạ một cái mặt trận nào đó nó thuận lợi để mà trong trường hợp ukraine phản công trong những ngày họ nghỉ thì họ cũng có một cái trận địa để mà phòng ngự nó tốt hơn rồi kể cả có rút thì họ cũng uh, rút dần khỏi cái trận địa họ đã chiếm đúng không ạ Vâng, đấy là một cái yếu tố tâm lý thôi. Còn chúng tôi cũng không biết được là phía Nga họ có những động thái gì. Diễn biến lớn nhất, uh, lớn nhì, vâng, nó nằm ở chỗ này. Như vậy là ngày hôm qua chúng ta đang bàn về một cái um, một cái khu vực, đúng không ạ? Đây, khu vực này. Chúng ta đang bàn về đây và chúng ta đang nói rằng là khả năng Ukraine thất thủ ở cái góc này rất cao. Đến ngày hôm nay thì... Uh, vâng. Ngày hôm nay thì nhiều nguồn tin đã cho hay là thực sự Ukraine đã thất thủ ở hướng đó rồi. Chúng ta đến với một vài bản đồ để xem. À, một số bản đồ thì cho biết rằng là Ukraine đang đã rút đi nhưng mà đang kéo quân tới phản công. Đấy. Còn lại thì nhiều bản đồ thì cho rằng là phía nga đã chiếm rồi. Như vậy là cái mũi ngày hôm qua nga tấn công xuống ở cánh này. Rồi sau đó họ tấn công ở đây và tấn công ở hướng nam, đúng không ạ? Quân Ukraine ở trong thành họ đã không, uh, họ đã ý thức được việc việc là sẽ bị bao vây từ ba hướng, cho nên họ đã rút quân về cái hướng phía tây bắc. Và nếu như đấy là thông tin chuẩn thì chúng ta sẽ thấy trên bản đồ như này là nga đã chiếm được một trong những phần quan trọng nhất của khu vực Beromyske. Tuy nó ở cái phía này thôi, nhưng mà nó cũng làm cái tiền đề để họ có thêm một cái hướng tấn công về phía kia như vậy là nếu như đấy là thông tin đã được xác nhận thì chúng ta sẽ thấy như thế này đúng không ạ một cái khoảng rất lớn đấy và là cái khu đô thị dày đặc nhất ở cái tuyến miền đông uh, của peromaiske và ở phía dưới tức là phía bắc của neveske và phía nam của peromaiske phía nga cũng đã củng cố được cái trận địa để mà che chở sườn cho họ như vậy thì những ngày sắp tới những thời gian sắp tới nga sẽ tiến quân về hướng này đấy và các cánh quân của họ sẽ từ hướng này nếu vượt qua được những cái hệ thống phòng thủ ác liệt của Ukraine ở đây họ sẽ tiến về đây và tiến về phía nam rồi từ phía đông ở đây thì đương nhiên rồi chúng ta sẽ thấy hầu như là đạt được cái bước này thì nga sẽ có rất nhiều những cái lợi thế để tiến thêm để mà chiếm hoàn toàn Pereyaslav đúng không ạ Đấy, về mặt phương pháp thì chúng ta nhìn thấy nó cũng không có gì là khó còn cơ bản nó chỉ phụ thuộc vào cái việc là Ukraine họ có nguồn lực đến đâu và bảo vệ cánh như thế nào khi mà Nga tấn có thể tấn công nhiều hướng. À, chúng tôi thấy cái điểm mấu chốt nó là khu vực này khi Ukraine họ phòng thủ rất ác liệt và rất nhiều cánh rừng à, nó cứ song song, song song. Đấy nó là những cái nơi mà có thể nói rằng là phải mất rất nhiều công sức để mà họ dọn dẹp cái trận địa trước khi mà họ vượt qua những cánh rừng nó cứ sắp song song rất là sát với nhau. Còn nếu Nga không chọn cách tấn công ở hướng này thì họ cũng có ít nhất là hai cánh. Nhưng mà hai cánh thì thường không phải là cách đánh của Nga sở trường. Họ bao giờ cũng chọn ra một cánh. Đấy ví dụ như là trường hợp ở đây thì họ có thêm một cái cánh nữa này. Đây này đúng không ạ. Đấy và ở đây họ đã luồn ra đằng sau. À, và khi họ luồn như vậy thì chúng ta đã thấy rằng là trong khả năng trong 12 giờ tới là họ sẽ thất thủ đúng không ạ. Bây giờ thì họ đang phản công lại đây. Chúng ta chưa biết là Ukraine có phản công được hay không. Khi mà họ đánh vào cái sườn của mũi công này của Nga xuống rồi họ đã tấn công uh, bằng ba hướng vào cái sườn của cánh quân tấn công của Nga ở phía nam và cả phía bắc nữa và cánh chính của họ thì tấn công thẳng vào trong thị trấn. Khả năng vâng, chiếm lại cũng không phải là không có nhưng mà khả năng để chiếm một cách vĩnh viễn thì rất khó đúng không ạ? Cái thế trận này thì nếu Nga có bị đẩy ra thì uh, họ cũng rất sát với lại cái cái hậu phương rộng lớn của họ tức là quân dự trữ của họ có thể có ngay đó và họ có thể sọc vào ngay sau khi mà các cái đợt giao tranh này nếu Ukraine có đẩy nga dừa ở đây chúng ta không biết được nguồn lực của Ukraine nhưng mà nếu phân tích ở trên một cái thế trận thì rõ ràng một cái thị trấn của họ mà nó nằm dài như thế này mà để cho địch tiếp cận mà từ cái hướng ngang đúng không ạ thì nó rất dễ sập đấy là cái lý do mà chúng ta thấy là chỉ trong một đêm thì Ukraine đã mất một cái khoảng rất to còn về cả trận địa Peromaiske thì quý vị có thể nhìn xem là nó là một cái phiên bản lớn hơn của cái góc này. Đúng không ạ? Cũng là việc Ukraine bị ép từ nhiều hướng trừ cái hướng Nam thì Nga chưa tiến tới. Nhưng mà cái hướng Bắc và cái hướng phía Đông này thì nó rất giống. Đúng không ạ? Đấy có nghĩa là họ bị hở ra cả cái khoảng này. Và chỉ một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ thấy là họ Ukraine sẽ mất cái hướng này này. Đấy. Mất hướng này và mất hướng này thì khả năng để mà giữ cái cánh này đúng không ạ? Nó cũng rất là khó. Đấy, bây giờ chỉ còn đến đến đây thì bắt đầu nó sẽ khó cho phía Nga. Và như vậy đến đây thì Nga lại bắt đầu phải xuất kích một cái hướng từ đây xuống. Đấy, và nó sẽ lặp lại cái 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 góc ở đây đúng không ạ? Họ chọc vào vào lưng của Ukraine rồi lưng mà bị chọc thì các mũi tấn công này họ sẽ tấn công vào Ukraine chắc chắn cũng sẽ phải rút trừ khi ukraine có một cái trận địa nó dày đặc ở đằng sau uh, tuyến đô thị của làng Đấy, ở làng ở đây thì đô thị nó rất dày nhưng mà thông thường là họ có thể dựa vào những cánh rừng và những cái hệ thống phòng thủ của họ ở đây để họ có thể lui về tuyến dưới uh, để bảo vệ tuyến trên còn nếu nó không có thì họ sẽ lui về phía tây và như vậy họ sẽ mất cái thành Vâng, và mất thành này thì nó rất nguy hiểm cho nên tôi nghĩ rằng Ukraine họ đang chuẩn bị cái cái mặt trận ở đây rất ác liệt. Không phải là đang mà đã và đang từ lâu rồi. Đúng không ạ? Bằng mọi giá họ phải chuẩn bị được cái mặt trận ở đây. Còn nếu như mà họ để, họ mà chuẩn bị được hướng dưới này thì Nga cũng rất khó chiếm đấy. Vì cánh rừng như thế này rồi là pháo đài công sự dày đặc. Đúng không ạ? À, nếu Nga chỉ có hai cái cửa trên thôi mà không có thêm cái hướng phía Nam thì có thể nói rất khó. Kể cả nó có đánh xa đến mấy thì xa, nhưng mà không có hướng sườn phía nam thì Ukraine dựa vào cái sự đậm đặc và, và hai cái hồ ở đây họ có thể giữ được bước chân của nga một cách khá thoải mái. Và tất nhiên chúng ta nói trên khía cạnh tương đối thôi nhé. Còn nếu như mà người ta cứ đầu tư một nguồn lực khổng lồ vào thì cũng bùng hết, đúng không ạ? Nhưng rõ ràng chúng ta thấy là đấy nó không phải là cái cách đánh của nga trong một thời gian khá dài. Ở đây thì phía Nga tiếp tục tiến quân về phía đông của cái mũi Vodiane. Còn lại các mũi tấn công của họ về phía bắc thì đã bị phía Ukraine đánh bật ra. Như vậy là tôi cảm giác là đây cũng chỉ là cái mũi giả của họ thôi. Đúng không ạ? Họ mở rộng ra hai phía. Đấy và hôm qua họ rất thành công ở cái hướng này. Rồi phía này họ cũng tiến quân được một chút. Ngày hôm qua có thể nói là Adipka Nga tiến rất nhiều. Ờ, ở đây quý vị cũng thấy là họ đã tiến rất xa được ở khu vực dân cư này ở phía bắc của cái mấy cái con ao hồ à, ở gần nhà máy xả thải đấy. Đây là vị trí mà chúng tôi nghĩ rằng nó nó quan trọng, nhờ? quan trọng nhất quý vị ạ. Đấy. Tất nhiên nó không phải là nhất so với bên này nhưng mà bên này thì nó khó rồi, cho nên là họ tấn được bên này cũng là một cái điều nó có thể nói rất đáng khích lệ đúng không ạ? Hôm qua thì chúng ta nói về việc là nếu Nga tiếp tục tiến ra được và bịt được cái đường ở đây thì kiểu gì họ không tiến được ở đây đúng không ạ? và hôm nay thì họ tiến thêm được một khoảng ở khu vực này nó cũng là khoảng nhỏ nhưng mà rõ ràng là một cái bước tiến rất dài để mà có thể cắt cái khu vực này Đấy chúng ta nhìn thấy đây chính là mục tiêu của người nga trong những ngày sắp tới khi mà họ bên này họ sẽ tiến ra chặn con đường ở đây rồi ở đây họ sẽ tiến từ nhiều hướng để cắt toàn bộ cái khu vực này đúng không ạ tới khu vực này và coi như mặt trận này họ đã bình định xong bình định xong thì họ cứ dập dòm ngấp nghé làm mòn cái trận địa ukraine ở đây trên toàn cái tuyến này uh, họ sẽ làm mòn và làm mệt mỏi rồi bắt đầu họ sẽ củng cố để mà xoay sang để dồn các mặt trận khác cũng giống như vậy khi nga có được uh, hướng tấn công ở đây thì họ sẽ tổ chức chọc vào cái sườn của phía ukraine ở góc kabianska này bây giờ trông thế này thôi nhưng mà ukraine còn giữ được cái trận địa này rất tốt nhờ nó có những khu vực dân sự ở đây này mà nga cũng chưa có đủ cánh để họ tiếp cận đúng không ạ bây giờ họ có thêm một cánh nữa tức là nga quý vị để ý nhé họ không có vội ấy, thì họ phải chờ ba cánh họ không bao giờ họ đánh ít hơn đúng không ạ còn cái gì mà nó vội hoặc là cái thế chiến lược tầm quan trọng lớn ấy, thì họ mới đánh hai cánh hoặc thậm chí một cánh còn nếu mà những nơi ất ơ ấy, là phải chờ hội tụ đủ ba hướng ba hướng như này thì ukraine không thể đỡ được và tất nhiên hướng này thì họ cũng nhắm tới cái việc uh, tiến tuân tới khu vực này đúng không ạ và cắt ukraine ra hoàn toàn khỏi cánh rừng như vậy thì chúng ta thấy rằng là phía Nga đang dần dần để mà hình thành một cái trận địa như chúng ta đã vẽ những ngày trước đây. Đấy, đến đây và dần dần thì họ có thể tiến sát vào cái khu vực chính đô thị này. Đấy, đến cánh rừng ở phía dưới. Bây giờ họ đã đến đây rồi. Như vậy là đã có những cái điểm ở phía trên này khá thuận lợi rồi này, gần đến nơi rồi. Phía Nam thì đến rồi này. Đấy, nhưng mà phía bên này thì chưa có Tây Nam thì đến rồi còn phía này thì còn rất rộng chưa đến có nghĩa rằng là gì ý tôi là phía nga nếu mà họ tấn công theo hướng này còn rất nhiều việc phải làm và có thể mất rất nhiều tháng nữa với cái kiểu đánh nó cứ thong thả thong thả như thế này đúng không ạ bên này thì cũng như thế bên này chúng bên trái chúng ta cũng thấy một cái kịch bản nó tương tự như vậy thôi à, bây giờ thì mục tiêu của họ đang tiến ra cái đường này và có vẻ như là họ chỉ còn một tí nữa thôi đúng không ạ đấy một tí nữa là phía này họ đã tiến được hết rồi chỉ còn lại đúng khoảng từ đây đến đây. Đấy là họ còn chưa xử lý xong cái khu vực ở đây mà thôi. Nhưng mà chúng ta cũng không biết, chúng ta không biết rằng là những như chúng tôi hay nói với quý vị là bây giờ Nga không thấy xuất kích ở đây thì cũng có thể rằng là họ cũng không có ý đồ đánh ở những nơi này thực sự, đúng không ạ? Đấy mà họ sẽ chờ một thời điểm nào đó để mà họ tung đòn để kết thúc bởi vì bây giờ nếu họ để thì họ có thể giam một cái lực lượng quân của Ukraine giải rác trong các góc này một cái số lượng khá lớn. Có nghĩa là với chiến thuật này ấy, thì chúng ta tưởng tượng rằng là còn rất lâu. Tức là đây là một chiến thuật mà không phải là trung hạn nữa mà nó rất dài hạn. Còn nếu trung hạn thì bây giờ họ đã phải đánh rất nhiều vào các khu vực này rồi, quý vị. ạ Tức là họ đã phải giải quyết những cái này dần dần rồi. Đấy, thế nhưng mà chúng ta thấy trong suốt những ngày vừa qua thì đúng ở bốn điểm này họ chưa đánh tí nào cả, đúng không ạ? Chỉ có mỗi một lần đánh vào đây xong rồi bị Ukraine đánh bật ra rút lui. Còn lại thì họ chỉ tập trung vào hai cái điểm đầu cầu thôi. Có nghĩa là Nga chỉ nghĩ tới những cái phương pháp dài hạn thôi. Chứ họ không có đánh vào trong lòng. Đấy và thậm chí cả cánh này bây giờ quý vị cũng thấy là tiến hoặc là ấy nó rất là dậm chân tại chỗ hoặc là tiến nó không đáng kể. Đúng không ạ? Nó khác với những ngày đầu tiên hoặc là họ nghỉ Tết xong họ đánh, hoặc là họ yếu thật, họ thiếu nguồn lực thật, đúng không ạ? Nhưng mà tôi thì về mặt trận địa thì tôi thiên về cái giả thuyết là phía Nga đang nuôi, đang nuôi các cái cụm quân của Canada trong khu vực này. Vâng, và đây là hai điểm lớn của phía Nga đã tiến được, còn đây là những điểm còn lại, chúng ta thấy rất đáng rất đáng kể, đúng không ạ? Ở phía bắc của CVN này, à Stepover này. Rồi ở đây thì cũng phía bắc của BDG này, đúng không ạ? Đấy. Cái này thì có những cái nó trùng với ngày trước bởi vì chúng ta biết rằng là những ngày vừa qua thì Ukraine phản công rất nhiều, nhiều lúc họ đẩy Nga và họ chiếm lại, đúng không ạ? Còn bây giờ thì có những cái nó đã trùng với cái cũ, có những cái nó mới. Nhưng cơ bản là chúng ta thấy là mỗi ngày thì Nga họ đều tiến được những cái đoàn rất nguy hiểm. Mà trong cái bước ngày hôm qua thì tôi cảm giác là một trong những bước nguy hiểm nhất từ trước đến nay khi họ đã chạm rất sát đến cái rìa của BDG, đúng không ạ? Đấy. Và vùng xám đẩy ra tới sát làng rồi Đây là cái nguy hiểm nhất Vì vùng xám đẩy ra thì Ukraine đã mất cái căn cứ để có thể phòng thủ Và như vậy rõ ràng chúng ta thấy một điểm rằng là từ trước đến nay Nga biến cái Stepov này thành một cái thung lũng Một cái dọ để hút Ukraine Đúng ạ không? Chứ không phải là họ bằng mọi giá thì họ đánh về hướng Tây Hoặc là bằng mọi giá thì họ đánh về phía nhà máy cũng có thể là lúc đầu đánh về nhà máy nhưng mà không đánh được bởi vì không tạo được cái điểm đầu cầu ở phía Bắc. Đúng không ạ? Ukraine mạnh quá, ở cái hướng này họ quá mạnh. Cho nên bây giờ họ đã chuyển sang phương án họ cò cưa. Đấy, và lần này là lần thứ 4, thứ 5 rồi. Cứ rút ra, rút vào ở hướng uh, steppoV Còn những ngày gần đây thì họ đã tiến được rất đều đặn ở khu vực phía Bắc BDC và bây giờ họ cũng tiến được cả ở cái phía bắc của tây bắc của krasnohorivka nữa thế thì ý tôi nói rằng là bây giờ mặt trận của nga nó cũng chưa phải là ăn tươi nuốt sống được nhưng mà với cái việc phát triển như này chúng ta thấy rằng là cái tính đe dọa của nó rất cao có nghĩa rằng bây giờ ukraine sẽ phải tập trung rất nhiều và phân tán rất nhiều nguồn lực ra nhiều hướng rồi tập trung ở các hướng đó đúng không ạ bedichi novo Bakhmuta vì ở đây nó là phía Bắc nó là cái trung tâm hậu cần lớn còn lại của Ukraine rồi Còn đây chính là cái thành trì thủ của khu vực phía Bắc Nói chung là mất cái này thì thôi khỏi phải nói làm cái gì nữa Nhìn chung là mất trừ mất cái này ra thì nó ảnh hưởng hậu cần thì nó còn còn cầm cự Nhưng mà mất cả hai phía này thì chắc chắn là mũi rất đau Và ảnh hưởng tới sinh mạng của thành phố đúng không ạ Step thì coi như là mất rồi Đấy như vậy bây giờ là phía Nga họ chỉ còn lại đúng uh, nếu nói đúng về vấn đề bao vây như quý vị nhé thì họ chỉ còn đúng việc kiểm soát BDG nữa thôi tất nhiên là khó vì nó lọt thỏm đúng không ạ nó lọt thỏm trong một cái trận địa tam giác của địch và dưới là Civene Civene thì cũng không quá khó nhưng mà nếu mà để chốt hạ được thành phố thì phải BDG và Tonyanske đấy còn OV và Civene thì nó mang tính chất là nó bao vây uh, tiêu hao nhưng mà đến đây thì bao vây ở đây là bao vây mang tính chất trận địa rồi có nghĩa là hỏa lực bộ binh là bắn tới cái cụm ngã tư duy nhất đi vào trong thành phố rồi đúng không ạ thì có thể nói là đếm số mạng thành phố trong từng ngày luôn như vậy các bước tiến của nga trong những ngày gần đây uh, kể cả là sau tết dương lịch chúng ta thấy rằng là dường nhũ cái không cản được đúng không ạ những cái chỗ quan trọng nhất này là peromyske họ không giữ được và phía trên BDG họ cũng vẫn để Nga tiến tới. Như vậy thì cái câu chuyện rằng nếu không có gì thay đổi, tất nhiên là chúng ta không biết tương lai như nào. Nhưng mà nếu không có gì thay đổi thì có nghĩa rằng là sớm muộn CVN nó cũng chịu chung số vận với Step -over. Mặc dù lúc đầu chúng ta thấy cái Step nó rất khó nhưng mà bây giờ đã bị Nga chiếm rồi. CVN nhìn có khi nó còn nó còn dễ hơn đúng không ạ? Nhưng mà có khả năng là Nga chưa đánh vì nó chưa đủ rộng cái cái cái, cái căn cứ cái bàn đạp của họ. Như vậy là Sivene cũng rất khó giữ Mà Sivene khó giữ thì Tonianske này chắc là cũng tèo Đúng không ạ Như vậy chúng ta thấy rằng là dường như là phía Ukraine sẽ sẽ phải đối mặt với việc rút lui khỏi Adipka Nếu mà Nga chiếm chỉ cần đến đây thôi Thì tôi tin rằng là Ukraine sẽ phải tính chuyện rút lui ngay rồi Đúng không ạ Đấy là về mặt thực tế đấy Còn bây giờ thì họ đã tính rồi còn nếu mà chiếm được nốt cái này à, thì à, tức là trong tầm tay của Nga đấy thì chắc chắn là phải lên kế hoạch cụ thể rút ngày nào. Còn nếu mà hai thành mất nữa thì rút càng sớm càng tốt. Còn nếu như mà mất một trong hai thành này nữa thì thôi được mạnh ông nào rút thì hay ông đấy. Ukraine tổn thất ở hướng này 190 binh sĩ, 5 xe à, à không 17 xe và một hai khẩu pháo trong ngày hôm qua. Vâng đến trưa ngày hôm qua. Nhiều xe, quân thì ít hơn hôm qua 1 phần 3. Như vậy là giao tranh ác liệt đúng không ạ? Và buổi chiều thì nhiều hơn. Các bước tiến ở trên trên mặt trận ấy thì nó bao giờ nó cũng sớm hơn so với cái tổn thất nếu tính theo thời gian. Và với những bước tiến như thế này ở nhiều hướng, hai gọng kìm kể cả phía Nam họ cũng cải thiện vị trí thì cho thấy là tổn thất trong ngày hôm qua, tức là báo cáo ngày mai chắc chắn nó sẽ gia tăng hơn như vậy là chúng ta có một ngày mặt trận adipka của nga rất thành công đúng không ạ đã từ rất lâu rồi họ không có tạo được nhiều cái bước tiến đều, đều ở chỗ quan trọng như vậy à, hai cộng kìm rất nguy hiểm vâng và, và cũng ngày đấy đang máu lửa đấy thì ngày trên này nó lại im bặt quý vị ạ không có tầm hơi gì à, liên quan tới hướng bắc bút đấy chỉ có những trận à, giao tranh diễn ra ác liệt à, và, ở đây tất nhiên là có nhưng mà nó không dữ dội như mọi ngày phía nga và ukraine đang giao tranh ác liệt ở ivaniska như vậy là phía nga đã mở những mũi tấn công thăm dò đầu tiên về khu vực thị trấn quan trọng ở đây chưa có ngã ngũ gì về trận đấu giao tranh vẫn diễn ra ở ba góc của ba thị trấn nhưng mà không có thay đổi gì về mặt trận và cũng không có cường độ ác liệt còn ở đây thì có thể nói là đánh đấm rực rỡ hưng phấn dạo rực cả ngày Đấy, và cũng không có thay đổi gì đáng kể À, tất nhiên ở đây chúng ta đang biết rằng là gần như nó là cái cứ điểm cuối cùng của Ukraine để bảo vệ toàn bộ cái tuyến miền đông của bờ sông, đúng không ạ? Cho nên là ngày nào thì ngày, nếu như mà có tấn công thì chắc chắn là sẽ có phòng thủ ác liệt. Trong trường hợp mất thì sẽ có phản công ngay trong vòng vài tiếng đồng hồ. Cho nên là mặt trận có thể nói rằng bây giờ nó đang rất là linh hoạt, nó đang thay đổi. Hai bên đang oánh nhau, nhì nhằng, phản công, tấn công, vân vân. Chúng ta chưa có cập nhật về khu vực này. Nhưng mà cái thế trận thì Ukraine đã lâm nguy rồi, đúng không ạ? Ở đây là có thể nói rằng là họ đã mất uh, 70%. Nếu mà cảm nhận của tôi thì họ tuyến này họ mất 70% sức mạnh phòng thủ, uh, có nghĩa rằng là nếu không có sự đột biến xảy ra thì họ sẽ không có đảo chiều được, đúng không ạ? Chắc chắn sẽ mất. Tất nhiên nó cũng không không dễ cho phía nga, bởi vì là trận địa nó Ukraine họ đã tổ chức phòng ngự tốt cả về trận địa này. Về sự chuẩn bị này, về thời gian này, về nguồn lực, họ đều có dành cho cái tuyến ưu tiên này. Cho nên là không hề đơn giản. Ở hướng uh, Liman ở trên, Ukraine mất 120 binh sĩ và 5 xe. Và 5 xe, 20 binh sĩ. Ở khu vực này thì không có thay đổi lớn ở mặt trận ở dưới. Mặc dù Nga vẫn đang ép Ukraine ở trên toàn bộ bốn hướng. Bây giờ họ có thêm một cái hướng... À, ở đây một hướng này, ở đây một hướng này, rồi ở đây thì hai hướng tiến về VIMK và hướng về vcl <laughs> Ở đây có một hướng uh, ở đây và ở đây, còn ở đây có một hướng. Có nghĩa rằng nga tiến quân ở đây năm sáu bảy hướng, trong đó có những hướng kép. Còn cơ bản thì nó họ có ba cái hướng chính, đúng không ạ? Hướng này, hướng này và hướng này. Ba hướng chính thì đều không thay đổi. Các hướng phụ uh, trong ngày hôm qua cũng không thay đổi nhưng mà họ lại tiến được ở những khu vực mà nó quan trọng hơn ở đây có vẻ như là phía nga đã tiến một khoảng vâng rất dài quý vị này chúng ta nhớ là mấy hôm trước thì họ tiến đến đây nhé đến một cái điểm chop chop ở đây đúng không ạ còn bây giờ thì họ đã tiến nốt toàn bộ cái khu vực còn lại ở đây rồi đấy đây là điểm quan trọng đấy quý vị ạ đấy chỗ này là những chỗ mà <laughs> vâng xin lỗi quý vị nó hơi hom tẹo đến đây thì um, nó nguy hiểm bởi vì nó là nách quý vị ạ nách và um, nga còn bấn ở cái chỗ này này tức là cái khoảng này họ chưa tìm cách họ vượt qua được um, bởi vì là sông ngòi nó chẳng chịt ở đây đúng không ạ chúng ta nhìn thấy bên này là cao điểm trận địa pháo của ukraine rõ ràng là họ cần một cái um, những cái góc để tiếp cận được vào cái phần còn lại của cái trận địa này và với cái việc họ tiến nhưng ở đây thì không chỉ nga có thể mở thêm trận địa ra hướng này Đúng không? mà họ có thể chiếm nốt được cái phần uh, cánh rừng còn lại trước khi tiếp cận vào cái trận địa đầm lầy của Okinawa đây. Tuy nó chưa đến sát bờ sông nhưng mà nó rất thuận lợi. Tất nhiên là cũng phụ thuộc nhiều vào việc là họ phải đánh chiếm bên phải đúng không ạ? Rồi chiếm từng ô, đấy chúng ta cứ thấy nó từng ô thôi. Cứ có hai góc là làm thêm được một góc nữa đúng không ạ? Đấy. Ở đây cũng thế, chúng ta thấy là những ngày sắp tới họ sẽ đánh như thế này đúng không ạ? Đánh như thế này Đấy, nó chơi như kiểu là gọi là đuổi hình bắt chữ. Vâng, kiểu giải câu đố Rubik đấy, đúng không ạ? Đấy, trận địa quá nhàn. Vâng, cứ vẽ như này thôi, nhưng mỗi ngày tiến được khoảng 50 mét đã là quá giỏi nhỉ. Hướng này hai bên tập trung rất đông hỏa lực quý vị nhé và không ai biết được nguồn lực của Nga. Còn Ukraine thì có 2-3 lữ đoàn pháo, vài lữ đoàn uh, sơn cước rồi uh, Uh, cơ giới đúng không ạ rồi uh, cái gì nhỉ đúng rồi sơn sơn cước một hai lữ đoàn dù có nghĩa là quân họ rất dày đặc thậm chí cả Azov cũng có ở cái cánh này cho nên là cái tuyến phòng ngự này có thể nói rằng là một trọng tuyến phòng ngự ác liệt nhất uh, vì nó có rừng và có rất nhiều những cái sông suối trước nga đã đánh chiếm ở cánh rừng phía trên này họ tiến uh, một ngày được trăm mét đã gọi là mừng quính rồi Đấy nhưng mà từ lâu lắm họ không tiến được chỉ để tiến được ở những cái nách thôi những cái nách mà Ukraine họ đã chui vào rồi khá sâu, đúng không ạ? Cho nên là đã bị khép nách. À, còn bước tiến ngày hôm qua lớn nhất của Nga thì có lẽ là cái bước tiến ở phía bắc của mũi Toske này. Chúng ta cùng lên. À, theo thông tin từ phía Nga thì ngày hôm qua họ đã tiến một khoảng độ 3-4 km. Đấy. À, có nghĩa là một cái khoảng đây. Nếu như thế thì nó là cả cái khoảng này. 3 x 4, quý vị ạ. Chiều sâu là 4, chiều này là 3. Như vậy là mũi tiến công của họ đã lần đầu tiên xuất về hướng Novo Sadove. À, những ngày trước họ tấn công về Terry Jampolica, đúng không ạ? Đấy, và tạo ra được một cái bước tiến rất lớn. Còn bây giờ họ đã mở ngay một cái đợt 3 x 4 là hàng chục km luôn, mét vuông luôn, vừa hướng này. Vâng, đến đây thì chắc là không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Hướng tấn công của Nga những ngày sắp tới là họ sẽ mở theo chiều ngang. Để mà dàn trận sát vào cái cụm phòng thủ của Ukraine còn lại, quan trọng và đông đảo. Từ Makivka, Neveske, Novosadov, Terry, Jampolika, Totske. Đấy, cái chuỗi phòng thủ của Ukraine dày đặc ở đây. Như vậy là ý đồ của Nga là đẩy Ukraine ra khỏi khu vực này, có nghĩa là ở hướng này sẽ xuất hiện những chiến dịch tấn công của Nga trong thời gian tới chứ không còn là câu kéo hút hiếc nữa đúng không ạ? Và hôm qua chúng ta cũng thấy họ đã tiến quân được ở cái hướng này đấy, cho thấy là Nga đã bắt đầu cái chiến dịch phản công gây sức ép trên toàn tuyến để họ có thể đánh chiếm được ở trong cái lòng chảo ở đây. Ờ uh, một cái pháo đài của Ukraine, phía Nga cũng đang chuẩn bị cái chiến dịch để tấn công trở lại trong những ngày sắp tới nhưng mà với phong cách của nga ấy, thì chúng ta vẫn để ý một yếu tố là trước khi <laughs> xin lỗi quý vị trước khi họ thủ ấy, thì họ thường công quý vị nhé à, một là lấy công làm thủ à, để mà phòng thủ cao su hai là họ công nên họ chiếm được thì chiếm họ chiếm được lên thì ukraine khi mà họ nghỉ tết ấy, thì ukraine đánh lại đúng không ạ họ có thể bị mất nhưng mà chỉ mất cái phần họ vừa mới chiếm thôi còn ở trận địa ở trên cùng Vâng, chúng ta chốt lại khu vực này. Chắc chắn là sẽ có nhiều diễn biến mới trong thời gian tới. Trận địa trên cùng 100 binh sĩ, 5 xe, một khẩu pháo phản lực Oka, 3 khẩu pháo phản lực Vampire. Và như vậy là ở đây chắc là liên quan tới cái vụ là pháo của Ukraine dùng để bắn vào Ben Gorod ấy. 3 pháo Vampire, tức là ma cà rồng của Séc quý vị và tổn thất 100 từ rất lâu rồi đúng không ạ? Rất lâu thì chỗ này mới lên tới 3 con số và không biết là có liên quan đến vụ tấn công uh, chiến thuật của Nga vào các cái cụm quân ở khắc cốp hay không. Vâng, còn lại thì chúng ta thấy rằng là phía Nga lại dục dịch quay trở lại tấn công Sinkopka một lần nữa. Hôm nay Ukraine lại kêu là chúng ta vừa đánh bại nhưng mà bọn chúng đã quay trở lại đấy. Rồi rất nhiều chuyên gia đều phân tích là Nga sẽ phải rút khỏi Sinkovka bởi vì họ thất bại liên miên trong những ngày vừa qua không tiến quân được và có những hình ảnh là họ bị cháy xe rồi vân vân. Nhưng mà tôi nghĩ là nó đơn giản thôi đúng không ạ? Những cái cháy một hai cái xe đấy nó không là cái gì so với cái việc là phía Nga họ vẫn làm được rất nhiều những cái mục tiêu quan trọng ở khu vực này. Đây là mục tiêu chiến thuật là họ đã găm một đạo quân lớn của cái này ở đây găm một đạo quân lớn của Ukraine ở cái góc này, đúng không ạ? Và tiêu hao, mặc dù góc này tiêu hao không lớn nhưng mà xe cộ mất cũng khá nhiều. Rồi họ làm cho Ukraine rất căng thẳng ở toàn cái tuyến này, đúng không ạ? dẫn tới rất nhiều những cái sự sơ tán, rồi những cái đợt tấn công chiến thuật vào các khu vực uh, trung tâm bằng pháo kích, tên lửa, vân vân, gây ra cho Ukraine rất nhiều những tổn thất bào mòn. Thì như vậy là chúng ta nhìn thấy rõ họ đánh đấm ở đây để câu kéo cái này là chính. Còn có muốn chiếm không thì tôi nghĩ rằng nó cũng muốn chiếm. Nhưng mà rõ ràng đây là một cái pháo đài nó rất lớn. Đúng không ạ? Ukraine bằng mọi giá họ giữ bằng được cái này cho nên là họ chỉ đánh đến đây thôi. Nếu mà lúc nào mà chiếm được thì họ sẽ chiếm. Còn nói là thất bại thì tôi nghĩ rằng nó chưa phải là cái mức thất bại. Mà nó là những cái đòn tấn công vào và thấy Ukraine phản công ác liệt quá thì Nga sẽ rút ra thôi khi nào mà chúng ta thấy phía nga họ đánh rát ở cái mặt trận ở đằng này ấy đấy đánh bằng được ấy thì lúc bấy giờ mới có thể kết luận là họ có thất bại ở đây hay không đúng không ạ nhưng mà khu vực này thì từ rất lâu rồi không thấy cái giao chiến ác liệt từ hai phía mà cứ đánh kiểu câu kéo tiến lên tiến về thế thì nó là một trong những cái dấu hiệu nó rõ nét quá còn gì đúng không, quý vị nó là một cái hành động mà nhìn chung chỉ là một cái hành động để giữ chân quân ukraine thôi tất nhiên nó không vĩnh viễn đúng không ạ nó cũng là phụ thuộc vào cái hoàn cảnh vâng và nhìn cả cái mặt trận này thì chúng tôi chỉ dự báo đúng không ạ dự báo tí cho vui Khả năng là phía nga sẽ mở một cái mặt trận ở khu vực giữa này. Nếu như họ không đánh chiếm, thì họ sẽ mở cái trận địa ở đây. Đấy. Một trận địa ở đây để hướng tới khu vực nguy hiểm nhất của ukraine. Bởi vì tại sao phía nga là chuyên uy hiếp, không chiếm nhưng mà uy hiếp, đúng không ạ? Mà borova là cái trung tâm của cái khu vực star top này. Đấy và là đường hậu cần duy nhất bên này bờ sông còn lại được. Cho nên nếu nga tấn công ở đây ấy, thì uh, nếu chỉ họ chỉ cần tiến quân được vài km thôi chắc chắn là Ukraine sẽ phải đem tất cả những cái nguồn lực ở xung quanh để mà hình thành như một cụm phòng thủ mới. Cụm phòng thủ lớn nhất của họ đang ở đây này, đang rất lớn ở đây này, dọc theo Liman đến đây. Bây giờ Nga muốn san sẻ nguồn lực, họ phải làm sao cho Ukraine đem những cái còn lại đóng ở khu vực này, đúng không ạ? Đấy là mục tiêu mà họ không đánh chiếm những quý vị nhé, không đánh chiếm thì phải uy hiếp. Bây giờ đang Nga đang uy hiếp được ở ba hướng, đúng không ạ? Ở hướng này họ uy hiếp được một mặt trận khá dài ở đây họ đang uy hiếp ở đây và đang tiến chiếm ở khu vực này như vậy là nếu mà họ muốn mặt trận này nó xôm tụ hơn nữa uy hiếp mạnh hơn nữa thì họ phải làm cái động tác này động tác này thì nó vừa uy hiếp vào khu vực trung tâm nhưng đồng thời nó sẽ uy hiếp luôn cả hai cái cánh bên cạnh khi mà nó đã lọt thỏm vào các cái gọng kìm của phía nga và như vậy là phía Nga sẽ gây cho phía Ukraine rất là nao núng đúng không ạ? Bởi vì Ukraine chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh mà họ bị gọi là vây hãm ở trên khắp mặt trận mà cứ vây hãm xong để đấy như vậy. Như vậy chúng ta có một cái ngày mùng 5 tháng 1 rất thành công đối với phía Nga trên mặt trận, tiến chiếm rất nhiều toàn những khoảng khá to và toàn chỗ hiểm. Còn trên bầu trời chứng kiến trận thư hùng của hai bên đúng không ạ? Ukraine tấn công trên quy mô lớn vào khu vực Crimea và các vùng Belgorod rồi Donetsk. Nhét, thấy nói rằng là đã sát hại được tổng tham mưu trưởng của Nga Gerasimov theo lời của Ukraine và một Su-34 ở tít dãy núi Uran đó đấy là thông tin của phía Ukraine quý vị nhé còn mình cũng không thể bỏ qua được đúng không ạ biết đâu trở thành sự thật mà mình không đăng thì lại là không công tâm còn phía Nga thì đánh rất nhiều vào các khu vực sân bay, đúng không ạ? Một loạt các cái sân bay hôm qua bị họ tấn công sân bay và kho đạn ở sân bay. Dọc các cái tỉnh này và Klimensky. Rồi các cụm chiến trường họ bị khắc cốp, bị tấn công trận địa pháo, các cái cụm quân tấn công ở Belgorod và cái cụm đóng quân lớn ở khu vực Kherson vâng chương trình đã dài rồi chúng tôi sẽ kết thúc và không có phần uh, gọi là chính sự uh, chiến sự chiến cuộc trong ngày hôm nay hẹn gặp lại quý vị trong buổi chiều vậy cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và chúc quý vị một buổi trưa cuối tuần vui vẻ mạnh khỏe tươi trẻ